của chị nó căng, mà tưởng tượng nó căng như cái hồi mà mình khoảng tầm 30 tuổi á, căng vậy đó. À, mà thấy nó sáng thì nói chung là chị rất là tự tin. Tại cái da của mình nó căng mấy bữa là nó chảy xệ cho đây nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì thấy là nó rất là căng. À, chị rất hài lòng. Sau khi tới BB xong thì cô thấy da mặt cô rất là ưng ý. Cơ mặt nó cũng được nâng lên rất là nhiều. Nhìn rất là trẻ ra, rất là chắc cũng được 10 tuổi á. Cũng cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn BB Thanh Mai. Nghe bác sĩ nói là làm phương pháp nâng cơ và xóa nhăn này khoảng 2 tuần nữa là sẽ cải thiện rất là nhiều, da mặt nó phải đẹp hơn bây giờ nữa. Mới làm xong mà cảm thấy là ưng ý rồi, 2 tuần nữa chắc đẹp và trẻ ra nhiều lắm đây. Nói chung là cô cảm thấy làm cái phương pháp này không có dùng đến dao kéo, nó chỉ là dùng máy cho chạy vào da mặt, mình cảm thấy nó ấm ấm, nóng nóng và chỉ là châm châm chích thôi, chứ nó không có sao cả. Cô cảm thấy dịch vụ này rất là an tâm, là hài lòng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,